trong đây cả Trần Quang Oanh, trong đây Viên Trí Hùng Diệm, trận đấu và kỹ thuật của cao thủ công viên và anh Kiệp đoàn Hà Nội có thủ đỏ gặp Nguyễn Văn Dũng đoàn Vĩnh Phúc có thủ xanh. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Với số điểm 14.